Cô gái Đi khó ở và anh tài xế taxi xui xẻo. Tối ngày 21 tháng 9, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip về một cuộc trao đổi ngôn ngữ tình thương mến thương giữa anh tài xế taxi và một cô gái dễ mến. Đi đâu đây? Gì chú? Đi đâu? Chú làm gì chú khó chịu vậy? Không có đón xe khác. Ủa khó chịu gì? Tôi làm nó khó chịu rồi. Gì vậy? Nãy giờ ai nói gì mà khó chịu? Mày bị gì tới gì? Ở đâu con này bị gì vậy ta? Hả? Mẹ chửi đi đâu đây đâu cái Ủa? Đi đâu tài xế họ đi đâu người ta mới chở được chứ? Hả? Sao mà kỳ vậy? Con gái nữa mà kỳ vậy? Kỳ làm sao? Hôm nay bị gì ta? Sau màn trao đổi ngôn ngữ tình thương mến thương với cô gái xong, anh tài xế đã đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng phân tích xem ai là người trao đổi yêu thương nhiều hơn. Ngay lập tức, đoạn clip đã trở nên viral trên mạng xã hội. Cư dân mạng sau đó đã tìm ra thông tin của cô gái khó ở kia. Được biết, cô nàng tên Thảo, trên trang Facebook cá nhân, cô nàng còn tự nhận mình là người sống nội tâm. Nhiều ý kiến cho rằng, tài xế taxi là người làm dịch vụ, khi đón khách cũng nên ăn nói nhẹ nhàng hơn, chứ không nên hỏi khách một cách cộc lốc như anh tài xế taxi. Nhưng đa phần ý kiến đều cho rằng, phản ứng của cô gái là có phần thái quá và tục tĩu khi liên tục mắng chửi tài xế taxi với những lời lẽ khó nghe và có cảm giác như cô gái kia là người sống hướng nội part-time, chứ người hướng nội full-time chả ai làm như vậy cả. Quý vị và các bạn có nhận xét gì về sự việc này? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận phía dưới video này nhé. Và đừng quên like và theo dõi kênh để cập nhật được những tin tức mới nhất.